Cuộc sống nông dân vlog xin chào cô chú và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, là Tết nửa năm đó các bạn. Nhà ngoại có tổ chức nấu một vài món ăn để cúng ông bà tổ tiên các bạn ơi. Đây là cái món thịt heo chiên giòn của chị dâu mình làm nha. Rất là hấp dẫn luôn nha cả nhà ơi. Còn đây là cái nước sốt nè, để mình nhúng qua cái thịt này nè, chiên cái da nó phù phù lên luôn. Còn đây là cái món dưa cải xào thịt ha. Nhìn hấp dẫn lắm luôn. Còn đây là cái nồi giò heo hầm măng tre ha. Một nồi rất là bự luôn. Bữa nay thì mùng 5 tháng 5 thì gia đình cũng không có làm nhiều món gì. Chỉ có món giò heo hầm măng nè, với thịt chiên, với dưa cải xào. Giòn quá ha chị hai. Chắc cục nhỏ không được luôn á. Ba món bơi. Còn đây món nữa. Này, măng của mình giờ chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình cho hành lá vô. Rồi mình múc ra. Chuẩn bị cúng mùng 5 tháng 5 ha. Điện ạ. Đây là mâm cơm cúng mùng năm của nhà ngoại cả nhà ơi. Đây, ông ngoại đang chuẩn bị cúng mùng năm. Cũng không có gì nhiều, chỉ có ba món đơn giản thôi. Có ba món nè. Thịt heo chiên giòn. Đây là cái cơm cúng mùng năm Tết nửa năm của nhà ngoại ha. Thì cũng không có gì nhiều, chỉ có ba món đơn giản à cô chú ơi. Cái món thịt heo chiên giòn của chị dâu làm, với món giò heo hầm măng, với dưa cải xào. Bánh thì có bánh ít với bánh ú, chỉ đơn giản vậy thôi nha. Chào cô chú và các bạn nha. Hồi sáng thì bà xã của mình đã làm đồ ăn và cúng kiến ở bên ngoại xong xuôi hết rồi. Thì bây giờ thì mình chở vợ con về bên nội. Mùng 5 tháng 5 thì có nội có ngoại thì mới vui ha. Đồ ăn làm xong chưa? Xong hết cúng rồi. Có nướng cá gì không? Còn hai cái lóc chưa nướng. Hả? Làm xong mà chưa cúng hả? Cúng rồi, má cúng rồi. Không có hấp tùng rồi nè, thấy không? Nó thấy đông vui nó cũng lại nữa nè. Đây là con sữa. Con sữa của Lộc nè cô chú ơi. Bữa nay nó qua nó mừng ít hơn mọi bữa. Bữa nay có bầu rồi, nó đầm thấm rồi. Bữa nay có bầu về hơi mệt rồi. Còn đây là bà chị thứ 5 của mình đây. Chào lên cây. Đây là cháu con của chị Năm. Con có chị thứ 5 đây cô chú ơi. Chó này Lộc nó kêu bằng chó mặt sệ đó hả? Có sệ không? Sệ đó mà sệ lai rồi. Hồi sáng giờ hai chồng mình cũng lo nấu nướng rồi cúng kiến ở bên ngoại xong nên qua bên nội cũng hơi trễ á cô chú. Bây giờ qua tới thì nội với chị thứ năm nấu sẵn chưa này. Đây là cái món giò heo giả cầy. Giò heo giả cầy nhìn hấp dẫn quá cô chú ơi. Gà xếp khoai. Còn này là gỏi. Và có nước thấm thấm nữa nè. Thấm thấm này chấm giò heo. Và wow, đỏ ngon quá. Gần đây là cái gì đây? Và wow, một chảo ruột khìa luôn. Đây là một nồi cháo. Cháo gà nha. Đó. Cháo gà nè cô chú ơi.
nhiều món quá. Rồi ở đây là bánh da lợn, bánh bò, của lợn, đây là bánh bò, đây là bánh mì, trời ơi một hôm bánh da lợn luôn, đây là bánh da lợn ngon quá. Cái này bánh da cá ở đây không phải da lợn, bánh da cá. Rồi. Cái này thì cũng có bánh tét nè cô chú ơi. Tét, nhân ngọt, rồi nhân mỡ, hai loại luôn. Bẻ cốc hả Phà? Cốc non quá trời trái à cô chú ơi. Mà chói nắng quá quay không có thấy rõ. Cốc non này mà mình chấm muối Tây Ninh với móng guốc ha cô chú ơi. Ăn là nhức nách luôn. Em ơi có cây mặn trái quá trời nè. Bẻ bẻ thứ ơi coi có sâu không? Mặn này ngọt dữ lắm á. Không có sâu. Ngọt không? Ngọt. Không có sâu luôn. Chùm nữa nè. Ở trên cao cũng ngon được rồi đó. Cái khác nè. Ăn khác nha. Ngon quá à. Hồi bé mấy chùm đó. Bé mấy chùm nó ăn vừa ăn luôn đó anh. Ngon chùm đó ngon đó. Ngồi đâu có sâu luôn, không có hột. Ngon cô chú. Mặn nhà chồng nó bẻ xuống ăn luôn, khỏi rửa luôn. Ngọt không? Ngọt. Mà trái mặn này nó có vị hơi chát chát nè. Chứ không có ngọt mà giống cái mặn ngoài chợ bán rồi. Chát chát là nó chưa có già không đó. Cái này chấm muối là ăn ngon lắm rồi. Ai luôn á mà ăn chua. Giống quỳ quá nè. Ăn chua thầy luôn, ăn thầy sống chưa cơm luôn. Ăn cho người thấy khiếp sợ luôn hả Lộc? Chấm này lớn rồi đầm à. Còn đứa nữa. Ngon quá ha. Quý rồi. Thôi Lộc có hai lon bia đó kìa, nhậu luôn á gì vậy? Đúng không? Dạ, trên đâu nó vừa ăn vừa nhậu luôn chứ. Sớm sớm đi. Cái này nói chuyện nhiều hơn hồi tết lên. Lên xe cái là nó hỏi chừng nào mà tới chỗ thì thôi, không cho mình nghỉ. Mình ngủ gì á? Không cho. Che ngủ gì? Chấm lọc, chống chấm muối lọc. Lọc nó ăn cốc mà tới súp mồ hôi luôn kìa. Ngon. Mặn chát chát chấm muối ăn ngon. Bây giờ chuẩn bị múc đồ ra ăn cô chú ơi. Đây là chị thứ tư của mình cả nhà ơi. Đây là chị Tư Nguyệt bán bún riêu ở chợ Vĩnh Ti đó. Bữa nào mình rảnh rảnh mình qua mình review cái gian hàng bún riêu của chị cho các bạn xem nha. Xin chào cô chú và các bạn nha. Hôm nay là mùng 5 tháng 5, Tết nửa năm đó. Gia đình của mình cũng chuẩn bị số món ăn, cũng không có nhiều cái 2-3 món gì đó à. Có giò heo giả cầy với ruột khìa, gà xé phai. Có thêm món cháo gà nữa. Đây, gỏi. Hôm nay thì cũng anh em tụ họp về nhà ăn một năm tháng năm cô chú ơi. Thì gần như là đầy đủ chứ không có được đầy đủ không nữa. Thôi vậy mời cô chú ăn cơm với gia đình mình nha. Ê, bà ơi.
Hôm nay mùng 5 tháng 5 mà cúp điện nữa cô chú ơi. Trời nóng đực quá, mấy anh với mấy đứa em và cháu nó ở trần. Con thử ăn ngọt ngọt. Chứ đâu nó đắng đâu. Nó giọt ra đó ơi. Tao nói chung là cái này cũng như là uống ba cái rượu van vậy đó. Biết rồi nhưng mà tao có bia đó, vô tao cua bia. Lâu quá không uống là cái gì vậy? Nhưng mà phó họ tao thấy nhịp nhàng quá nè. Xong. Con à. Gà nội cái gì mà dai quá vậy Khoa? Gà máy máy coi. Mà gà nội hay là gà bánh tre? Gà nội hả? Thằng chị dai quá trời luôn nè. Gà đá rồi hoài nó tiện. Gà không hoài ha. Đã, đã. Cái dân chưa nắng á. Không quên nhà máy để mua mì nhỏ chở đặc biệt đó. Ừ. Đã. Chợ mình cũng có bán. Trời mập đó sao vậy? Bự quá, ngồi thở nổi. Ngã bụng á, con gái. Vậy? Giảm xuống còn 58 đi. Cái nhỏ đâu ra? 6 5. Con ở giờ thấy gì măng hả chị Năm? Măng hả? Con cũng đang thi á. Chứ chẳng như người nó học chưa gánh học. Con gà lại đi kìa. Thích lắm. Lo bắt không mà lấy gì lo quay à. Sao? Đó là phải sắm dụng cụ cho nó đầy đủ chứ. Ăn mấy bánh mì kìa. Dừa nước uống về nghe hút miếng sáng dừa nước đến tới chiều rồi hết ngon chiều đi chiến hữu luôn chiến hữu ngợ nhé để nó không muốn mà điềm cuộc thì mà mình ăn với rau diếp cá ha với lá lụa với quế và rau thơm kèm với ăn với dưa leo với ruột thiệt cả nhà ấy. Ăn miếng cho nó ngon coi bạn chú nó thiệt nó không chạ gì vậy? Nó mới lên màu ở bởi vì nó trắng nhất nói ra mày trắng mày lỡ trắng mày thắng một miếng đường nhưng mày có thịt với đúng không cách dán nó biểu được rồi còn ngon được rồi. Ủa, vô không? Lấy cái khúc ruột mà trà đó là hồi nó vàng tươi à. Cái này giờ phải chưa được kèo cho nó lấy. Người ta kêu bằng thắng cố vậy chứ không? Cho tôi cái lẩu thắng cố à. Là nó làm cái lẩu lòng nữa. Để vậy quá. Đây, làm gì không hả? Chợ cái đồ. Nó mình đó. Thằng như mình đó. Thì làm trong mấy nhà cần làm đó sau này đâu cũng đâu ở được. Con mua cho nó một đòn mình tiếp. Tiếp là có chị bỏ đi đó. Sáng giờ ăn thịt ăn bánh dài vậy ăn. Có thằng cháu đi chơi dưới. Chết trời lòng. Tình vụ của chị đi.
mấy cô quỷ phải đi lồn bằng nó phải ngay á đúng rồi nó có tiền đó nó đúng có tiền bây giờ cái thùng rác ở dưới là sát kìa thằng nó có nhiêu nè đây nhớ thì con ấu cái nó chịu chịu nó không ăn cũng bệnh chứ là đi học có thi á để đâu ở bếp nguyên tuần cũng thiệt là não chứ trời ơi gì buồn gì vậy nha ở đây người ta mùng năm mà chở ra không có gì à quê nè quê cho nó thấy nè quê nha Giang nè có chút da có nghỉ thật thôi chứ không ăn gì đi buồn thôi đi học đi ăn gì đi con quay ơi bây giờ nó tối rồi cho coi ơi cho mày tắt chân xe cho cái coi ơi nhà video mình xin tạm dừng tại đây nha cô chú ơi. Cô chú và các bạn xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình một đăng ký một like một chia sẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo nha. Bye bye.